Vũ Ngọc Phượng qua đời. Phượng giống như đứa trẻ, sống không toan tính, trở thành cặp bài trùng được yêu thích khi dẫn chương trình Tôi 20 của đài VTC. Thu Hằng kể, Ngọc Phượng là một người tử tế, nhiệt huyết và lúc nào cũng hừng hực đam mê với nghề. Khi nghe tin Phượng ra đi, tôi sốc và bất ngờ. Biết là cậu ấy có bệnh, nhưng không nghĩ lại ra đi nhanh đến vậy, nên rất thương em. Phượng ngây thơ và nhiệt huyết lắm, muốn làm gì là phải làm cái đó bằng mọi sự cố gắng và sức lực. Phượng là một người tài, có tâm hồn nghệ sĩ trong sáng và cực kỳ nhiệt huyết. Từ những ngày tôi biết Phượng, đến khi bạn ấy thành công với vai trò đạo diễn, Phượng vẫn mang một tâm hồn như vậy, hồn nhiên và sống hết mình với đam mê. Phượng thích nghề, học đến cùng để đạt được đam mê. Cậu ấy làm gì cũng tận tâm, hết lòng. Cậu ấy giống như một đứa trẻ, yêu thích một điều gì đó thì sẽ làm và không toan tính. Nếu ai có dịp làm việc với Phượng cũng sẽ rất quý cậu ấy vì những tính cách như vậy. Đó là những gì MC Thu Hằng Tôi 20 kể lại khi nhớ về Vũ Ngọc Phượng, một người em, người bạn đồng nghiệp thân thiết đã cùng mình tạo dựng nên những thành công nhất định khi cả hai còn đang độ thanh xuân. MC Thu Hằng cùng với Ngọc Phượng là hai gương mặt MC nổi bật của chương trình Tôi 20 của đài VTC từ năm 2005. Trải qua 17 năm, mỗi người có một lối rẽ lựa chọn riêng, nhưng có lẽ cả Thu Hằng và Ngọc Phượng đều không thể quên 17 năm trước chính là bước ngoặt thay đổi trong cuộc đời họ. Với Thu Hằng, Ngọc Phượng là một người bạn đồng nghiệp tử tế, nhiều nhiệt huyết. Trong ký ức của MC Thu Hằng, Ngọc Phượng là chàng trai hơi yếu ớt, hay cười, luôn yêu thích công việc của mình, làm việc quên ăn quên ngủ, và đã làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Em ấy mê làm việc lắm. Ngày ấy Phượng chưa ra trường nên chỉ làm công tác viên ở VTC. Việc gì Phượng cũng xin mọi người đi làm để học hỏi. Ở Phượng luôn tỏ ra một sự nhiệt huyết, ham học hỏi, không toan tính, nên cậu ấy được rất nhiều người yêu quý. Có những việc không công, không lương, Phượng cũng không nề hà. Thu Hằng nhớ lại. Trong công việc, Ngọc Phượng nhiệt huyết, nhưng bên ngoài lại khá e dè, không hay chia sẻ, hay kêu than, kể khó, kể khổ. Sau này, khi chọn lối rẽ khác, Ngọc Phượng cũng vẫn luôn nhớ tới người bạn đồng nghiệp. Mỗi khi anh ra phim mới, đều mời Thu Hằng tới xem và cho nhận xét, dù cả hai không nói chuyện tâm sự với nhau thường xuyên. Phượng sinh ra để làm nghề mà mình yêu thích, nhưng mọi thứ lại dang dở quá. Tôi rất thương em ấy, MC Thu Hằng bày tỏ. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng sinh năm 1985 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng qua các phim Dễ Đường Cho Yêu Chạy, Anh Trai Yêu Quái, 100 Ngày Bên Em. Anh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng vị trí MC chương trình Tôi 20 và Hành Trình Xanh, đạo diễn chương trình Khao Khát Đỉnh Cao. Sau đó anh du học ngành làm phim tại Philippines và lấy bằng thạc sĩ tại Anh. Vũ Ngọc Phượng qua đời sáng ngày 8 tháng 3 khi mới 37 tuổi, khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ xót xa. Lễ viếng đạo diễn Vũ Ngọc Phượng diễn ra từ 13 đến 14 giờ ngày 11 tháng 3 tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội.